nickgame.vn, shop bán nick chính thức của MT Gaming. Trên shop có một kho nick khổng lồ sale đến 50% với mức giá chỉ từ 50k một nick. Ngoài ra, shop còn bán nick Free Fire, Tốc Chiến và Liên Quân, cam kết là giá rẻ nhất thị trường cho anh em. Ở dưới đây thì có các dịch vụ như bán vàng, bán ngọc và bán đồ giá siêu siêu rẻ cho anh em lựa chọn luôn. Ngoài ra, shop có phần đó chính là vòng quay may mắn và thử vận may với tỷ lệ trúng là 100%. Anh em muốn mua gì hãy truy cập ngay nickgame.vn, link dưới phần mô tả. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với những hành trình của mình. Và ngày hôm nay là hành trình gì đây? Thì như anh em đã biết là những hành trình trước của mình thì có như cầu Namek chơi Ki này, siêu cấp 1 này, các kiểu là rất là nhiều rồi. Nhưng mà có một hành trình mình chưa bao giờ trải nghiệm, đó chính là hành trình Nhi Đồng anh em ạ. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip 7 ngày cày ác Nhi Đồng của mình nó sẽ diễn ra như thế nào. Ok, thì bắt rồi thì bây giờ mình sẽ treo nhá. Hello anh em, đây con đệ đã lên được 11,5 triệu rồi anh em. Giờ thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ nhá. Nhưng mà trước khi đi làm nhiệm vụ thì mình phải thưởng lóng cho cái nick này một tí. Con đệ lên tầm 10 triệu sức mạnh là phải ăn mừng chứ, ăn mừng vội anh em ạ. Đây thì bây giờ mình sẽ gọi một con rồng thần đi, gọi nhẹ nhẹ sương sương lấy một K5 ngọc, sau đó thì mình sẽ đi mua cái bông tai để thưởng nhẹ cho nó. Sau đó mua được bông tai thì đi làm nhiệm vụ nó dễ dàng hơn anh em. Tại vì nếu mà không hợp thể tiềm năng Nhi Đồng này còn méo ăn được cả cái con heo rừng cơ anh em ạ. Đó, thế nên là tất nhiên chúng ta sẽ phải cần bông tai anh em ạ, 1K ngọc. Trời ơi, cuối cùng là cũng sở hữu được bông tai rồi. I'm
So hold my hand until the very end, like we were meant to be, and we can write it down. 'Cause my princess, she's finally found, and we will make a lifetime play of vows. So let me start by saying this out, singing this loudly. Yeah. You say I love you, baby. Never gonna change. You say I love you, baby. I just wanna say it. Say rồi thì ngày nào đến thì cũng đó, thì cái thủ thuật trên 3 bản đồ kho báu một ngày thì chắc anh em cũng biết rồi đúng không? Nhiều anh em, nếu mà anh em nào chưa biết thì có thể tìm hiểu trên YouTube ý. Còn mình thì chắc là không chỉ đâu anh em ạ. Tại vì hồi trước ý, mình có mấy cái clip chỉ thủ thuật ý, xong bị chửi nhiều quá thôi. Thế nên là cũng là miếng cơm của người ta, với cả là người ta tìm ra thủ thuật chứ không phải là mình anh em ạ. Thế nên là thôi, mình không chia sẻ nha anh em. Chia sẻ lên bị chửi mệt lắm anh em ạ. Nhiều anh em lại đổ lỗi cho mình là ui thằng này mày chia sẻ lên AD mới fix. Thế nên là thôi,
chịu nhá. Thế nên là anh em nào mà chưa biết thì có thể lên Facebook hoặc là YouTube của mấy bạn khác ấy, có hết đây anh em ạ. Rồi, mình áp dụng và thành công nha anh em. Úp khá là ok. Ngày đi tầm 30 bản đồ kho báu cũng được anh em ạ. Quan trọng là đủ thời gian hay không thôi. Đó, thì khi úp đệ trong bản đồ kho báu anh em chỉ cần chuẩn bị đây, thêm hai con Namex đứng búp hồi sinh thôi. Thế là ok. Mở skill 3 thôi nào anh em ơi. Thì hôm qua là mình úp từ 8 giờ tối đến tận gần 4 giờ sáng. Tại vì hôm qua gần 4 giờ sáng với bảo trì, sáng nay mình vừa mới dậy lúc 9 giờ. Thì bây giờ là đi được một bản đồ rồi. Và bản đồ này là bản đồ thứ 2 trong ngày anh em ạ. Và skill 3 thôi nào anh em ơi. 1 tỷ 493 triệu. Úp cũng khá là nhanh đấy anh em nhỉ. Kể ra mất có mấy tiếng đâu. 8 này, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 tiếng. 8 tiếng thêm 1 tiếng nữa là 9 tiếng anh em ạ. 9 tiếng là lên skill 3 nha anh em. Từ 150 triệu, nhanh không? Nhanh hơn ngoài nhiều anh em nhỉ. Nhanh vãi nồi luôn ấy. Đó, thì chắc là bây giờ mình sẽ úp nhanh để mở skill còn tận 6 triệu nữa cơ. 6 triệu nữa anh em ạ. Đây rồi. Úi, 700k nữa, 700k nữa, sương. Úi, 500k. Không biết con này ra cái gì đây. Ra cái gì thì chắc là cũng không quan trọng đâu. Tại vì mục đích của mình ý, nhì đầu mình nghĩ là đệ lên tầm 1 tỷ năm là chơi bét tè là nhè. Méo ai chơi mấy đâu anh em ạ. Đó, ra rồi, hợp thể vào đi. Hợp thể vào và xem skill thôi nào anh em ơi. Ra gì đây, con số gì đây. Nhưng mà không phải Kaioken thì vẫn tốt hơn. Nếu mà có nhu cầu úp tiếp. Ui, tuyệt. Tái tạo năng lượng, ok luôn. Cho anh, chỉ số như là bình. Ok anh em ơi, và hiện tại là mình đang đi úp sư phụ cho cái nick này lên 10 tỷ để mở nội tại nha anh em. Thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi đúng không? Hôm nay là ngày thứ 7 rồi. Và con đệ của mình đang đeo một cái set sức đánh khá là cùi của cái nick hôm trước mình test set né ấy. Thì đến đây rồi, không biết là anh em nào biết lý do tại sao mình đập cái set né là cái set cùi chưa? Đó là để mình chơi cái nick nhi đồng này đây này. Đấy, anh em hiểu chứ? Hiểu chưa? Nhiều anh em hỏi là tại sao không chơi thần ý. Đó, thì đây chính là lý do nha. Ok, giờ thì mình sẽ úp nốt con này lên 10 tỷ để mở đội tại. Sau đó thì mình sẽ giảm sức mạnh về nhi đồng nữa là bởi anh binh luôn anh em ơi. Rồi, 10 tỷ, trời ơi, xong luôn rồi nha anh em. Đó, thì giờ chỉ việc đó chính là thoát game ra vào lại để xem cái sức mạnh của nó chuẩn chưa đã anh em. Nhưng mà trước đó mình cứ úp quá một tí đi. Úp quá tí giảm thì cũng không mất nhiều thời gian đâu, giảm cũng nhanh thôi mà. Úp quá tí để cho nó chắc chắn đi mà anh em. Ok, giờ thì mình sẽ thoát game ra vào lại cái nha anh em. Đây, thì vừa rồi mình cũng đi mua thêm 4k ngọc với cả lấy thêm 500 triệu nữa. Thì nói thật với anh em là vàng hôm trước mình cũng all in vào cái set né rồi. Với cả hiện tại cũng ùi sắp hết tháng rồi, cho nên là chịu chết. Hôm nay all in sương sương thôi nha anh em. Tìm cái nội tại vừa phải thôi nha, tương đối thôi. Chứ không chơi VIP cho lắm anh em ạ. Và hôm nay mình tìm nội tại khiên nha. Khiên năng lượng 31, ô cái này được nhở. Ôi thôi, chốt luôn cái này đi. Cái này trên quá nửa rồi. Được, chơi cái này đi. Tạm thôi mà anh em, sương sương thôi. Rồi anh em, và bây giờ mình đi sang con đường rắn độc để mình lấy phiếu giảm giá nha anh em. Lấy bằng cách nào thì vừa nãy mình có phản sát thương cho cái nick Winzer 11 này, phản sát thương cái con này còn một máu, đấm. Phiếu giảm giá đâu? À đây. Ô. Ơ sao méo lụm được ta? Hồi trước thằng bạn mình nó phản sát thương cho mình lụm được mà nhở. Ô rõ ràng mình không cho nick Winzer 11 đấm phát nào luôn. Mình chỉ để nó phản sát thương thôi mà nhở. Ô vãi nồi nhở. Ơ anh em nào biết phản sát thương mà cho nick cùi ăn được không nhở? Sao thằng bạn mình làm được mà mình méo làm được ta? Ảo ma Canada thế nhở. Thôi kệ đi. Méo được phiếu giảm giá thì lại bỏ thêm ra X4 lần ngọc ra để mua cái cải trang Simbato thôi anh em. Bây giờ mình mua thêm cái Simbato nữa là hoàn thiện cái nick này sau 7 ngày anh em ạ. Đó, và nick này là chơi set né nha anh em. Né đòn, đón nè luôn. Rồi, đây thì mình sẽ bỏ ra 2k ngọc. Xót xa lắm anh em ạ. Ui, còn nhận thêm phiếu giảm giá VIP gì đây. Nhưng mà thôi, dân chơi không sợ mưa rơi anh em ạ. Ok. Rồi, vì một cái clip hoàn chỉnh, cuối cùng là mình cũng hoàn thiện được cái set né rồi. Và ngày hôm nay chỉ là một clip úp thôi nhá. Để clip sau mình sẽ giảm sức mạnh và đi test sức mạnh cho cái nick này. Trước tiên kết thúc clip thì mình sẽ làm nốt cái nhiệm vụ Akumen này đi cho nó hoàn chỉnh luôn. Thì nhiệm vụ tiếp theo là đại hội phẫu thuật đúng không? Thì chắc là để clip sau mình giảm sức mạnh xong mình đi làm nhiệm vụ đấy luôn nha anh em. Đi bằng ngoại hạng luôn. Ok, bye anh em.